Và mới đây thì Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có công văn yêu cầu Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Bắc Ninh và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn các tỉnh thành điều tra xác minh thông tin rau Việt gáp dẫm vào siêu thị cửa hàng. Thực tế với các thông tin về rau Việt gáp trong những ngày gần đây đã khiến cho người tiêu dùng mất niềm tin vào thương hiệu rau Việt gáp. Điều này cũng đang ảnh hưởng đến người sản xuất và kinh doanh rau Việt gáp chân chính. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại vùng sản xuất rau Việt gáp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phải mất ít nhất 3 tháng, rau sản xuất từ hợp tác xã Tuấn Ngọc mới được cấp mã chứng nhận Việt gáp. Thế nhưng, chỉ một đêm sau sự vụ rau không rõ nguồn gốc biến thành rau Việt gáp được phanh phui, giá bán ra đã phần nào bị tác động. Trong khi giá thành để sản xuất ra 1 kg rau sạch của hợp tác xã cao gấp 2 lần so với khi canh tác thông thường. Thật sự là hợp tác xã Tuấn Ngọc thì cũng rất là bức xúc khi mà những rau mà kém chất lượng được gắn mác là Việt gáp, đòi hỏi là các cơ quan chức năng ban ngành phải vào cuộc thường xuyên hơn, quyết liệt hơn. Không chỉ hợp tác xã này mà nhiều cơ sở sản xuất rau Việt gáp khác cũng bị ảnh hưởng trực tiếp khi niềm tin của người tiêu dùng cho rau Việt gáp đang bị giảm sút. Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc cơ sở sản xuất và kinh doanh đàng hoàng đang bị đánh đồng với những doanh nghiệp làm ăn bất chính đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thương hiệu Việt gáp mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phải mất thời gian dài để tuyên truyền nông dân thực hiện theo. Họ bị con sâu bỏ dầu nó canh mà, chứ không phải là đại đa số là xấu, chỉ có một thiểu số thôi. Nhưng do cái kiểu quản lý bất cập thì đâm ra nó đánh đổ cá mẻ một nữa, làm cho cái người sản xuất nghiêm túc bị thiệt. Thực tế hiện nay, việc quản lý giấy chứng nhận Việt gáp vẫn lỏng lẻo. Hơn nữa, do công tác hậu kiểm của các ban ngành có liên quan vẫn chưa rốt ráo, lại chồng chéo. Đây chính là kẽ hở để một số người vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó, minh bạch công bố thông tin, minh bạch trong việc quản lý là yếu tố then chốt để tránh những thiệt hại không đáng có cho người trồng rau Việt gáp. Đã đến lúc phải đặt một cái mốc thời gian, nếu anh không thực hiện, anh không được sản xuất. Đó. Và anh phải thực hiện thì trong cái quá trình mốc thời, tức là có cái thời gian chuyển đổi để giúp cho người nông dân người ta chuyển đổi, cho các doanh nghiệp người ta chuyển đổi, cho các thương lái người ta, thương lái cũng bây giờ tôi mua về tôi chứa ở đâu, phải có tiêu chuẩn chứ. Khi anh công bố một cái đơn vị nào được Việt gáp thì anh cũng phải gần như là kiểu truy xuất nguồn gốc, anh phải đưa thông tin đầy đủ hết lên cái đơn vị này. Hôm nay tôi vừa mới cấp cho bà A bà B này, thì bà A bà B bà đã có những cái thông tin gì, chứng từ gì phải đưa lên mạng hết đó, bắt buộc phải như vậy. Còn nếu họ không đưa là mình là có quyền vạ. Khi đưa lên mạng là thậm chí là trong vòng một tuần hoặc là bao nhiêu 10 ngày gì đó, mà nếu mà không có ai khiếu nại thì mới là được. Hiệp hội này cũng cho rằng bản thân người nông dân, các đơn vị sản xuất chân chính phải thực hiện nhiều cách để tạo niềm tin với khách hàng. Cơ quan nhà nước cũng cần hỗ trợ cho các hiệp hội như Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để họ cung cấp kiến thức cho người tiêu dùng hiểu rõ và đúng về rau Việt gáp. Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến thông tin về việc kiểm soát an toàn thực phẩm sau khi xuất hiện thông tin về việc rau Việt gáp trá hình tại siêu thị, ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng đã có cuộc họp nóng với các đơn vị, hiệp hội ngành hàng và các địa phương để đánh giá về tình hình, nhanh chóng lên phương án rà soát lại toàn bộ quá trình kiểm soát chất lượng và lưu thông sản phẩm rau an toàn Việt gáp ra thị trường. Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, việc kiểm soát rau Việt gáp ra thị trường là trách nhiệm của ba bên, nhà sản xuất, nhà nước và cả của doanh nghiệp. Hiện, ngành nông nghiệp đã xây dựng được bộ tiêu chuẩn Việt gáp và tiêu chí đánh giá rõ ràng. Tuy nhiên, quản lý sau khi chứng nhận do bên thứ ba họ có làm đúng chuẩn hay không thì cần phải nhận định rõ trách nhiệm. Và nguyên tắc là một bước trước, bước sau về truy xuất nguồn gốc là cái anh đằng sau phải giám sát lần trước để đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đảm bảo an toàn. Như vậy là giám sát ông chủ trồng và ông phân phối để giám sát lại ông sơ chế biến. Đấy, cái đấy là cái giám sát bên ngoài xem là các hoạt động đấy nó có được chuẩn chỉnh hay không không. Đấy, chúng ta phải giám sát và vẫn chuẩn hóa được thì nó phải đưa ra chỉ số quy định và có thể đo được. Đó, khi thị trường vẫn có chuẩn để đáp hơn thì chúng ta bây giờ chúng ta là cái lực lượng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng,
các cơ quan chuyên môn cần gấp rút rà soát lại các tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm đưa ra những quy định để người dân dễ hiểu. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, tập trung chuẩn hóa chất lượng nông sản cho ngay thị trường trong nước, bắt đầu từ các chợ cóc, chợ truyền thống, sau đó tiến dần lên các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối. Như tôi nói là một cái hệ thống quản lý từ trung ương tới địa phương nó đang rời rạc, đang bị cắt khúc, giống như cho cái chuỗi ngành hàng chúng ta bị cắt khúc. Do đó thì tôi xin chia sẻ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ đây tới cuối năm, mà nhất là tới cái thị trường Tết Nguyên Đán. Nó sẽ xuất hiện rất nhiều, bởi vì cái đó cầu nó càng nhiều hơn nữa. Cầu nhiều hơn nữa thì nó sẽ rối loạn. Cơ quan của Bộ đang xây dựng một kế hoạch, sau đó sẽ làm việc hai cái phiên làm việc. Một là với các hiệp hội ngành hàng, các nhà bán lẻ. Bởi vì đây nó không phải là trách nhiệm của riêng ai, chứ không ai vô can trong việc này. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng ngành nông nghiệp phải xây dựng được chuỗi ngành hàng, khắc phục tình trạng đứt đoạn hiện nay. Cần thiết phải có một không gian rõ ràng, minh bạch cho sản phẩm rau được chứng nhận và rau thông thường. Nếu không làm Việt Gáp mà bán giá Việt Gáp thì nhà nước có thể vào cuộc kiểm soát, xử lý hình sự được không? Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan thuộc Bộ rà soát lại tất cả các tiêu chuẩn, quy định, chế tài, xem còn phù hợp hay không, cần sửa cái gì. Kêu gọi sự vào cuộc của tất cả hệ thống bán lẻ, các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng, bộ ngành chức năng liên quan để tạo dựng hệ sinh thái lành mạnh cho sản phẩm rau an toàn nói riêng và nông sản an toàn nói chung. Trong chiều nay, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá tình hình, nhận diện đúng những hạn chế, tồn tại, khó khăn, thách thức. Từ đó, xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, vận hành tốt hơn thị trường khoa học công nghệ. Thông qua đó, để thị trường này thực sự trở thành con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất, biến khoa học công nghệ thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội, giúp các doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa, dịch vụ mới có hàm lượng khoa học cao, tạo sức cạnh tranh vượt trội của nền kinh tế. Thủ tướng đánh giá, thị trường khoa học công nghệ hiện còn phát triển chậm, còn nhiều vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Trong khi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã xác định phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ, kết nối có hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương. Phát triển mạnh mạng lưới các tổ chức dịch vụ trung gian môi giới đánh giá chuyển giao công nghệ. Do vậy, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ là một trong các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.